Rồi bây giờ con tự vẽ đi. Bây giờ con tự vẽ số 2 đi. Tự vẽ 2 đi. Cái móc làm sao? No answer. Không, tự vẽ số 2. Cái lưỡi móc đó làm sao? Tự vẽ số 2 lại đi. Bây giờ mày cầm tay đi nè. No, I want to draw. Rồi con vẽ như vậy cho mẹ coi. Vẽ như vậy cho mẹ coi. Vẽ số 2 cho mẹ coi. Play. Trời ơi, giờ nó muốn chơi rồi trời. Vẽ số 2 cho mẹ coi, tự vẽ coi. Cái vẽ móc làm sao? Con nói 2. 2. So. Ok. Hả? Tào lao với lao không? Bắt đầu từ đây nè, ngay chỗ này nè. Con méo qua đây. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng được, cũng tạm ổn. Móc qua, thật kéo thẳng xuống rồi, ngang qua, đúng rồi, chính xác đó con này đây. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Rồi móc làm sao? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Số ngược rồi. I like it. Ôi trời, trời nó vẽ nó ngược rồi, nó thích vậy đó, còn được đời không? Trời ơi, nó vẽ nó ngược mà nó nói I like it, nhưng mà the teacher don't like it. Cô giáo không có thích như vậy. No, I'm gonna make bigger and learn the school. À trời, nó nói đợi nó lớn đi đi trường nó học được đời không? Đập con này quá, tôi dạy nó mà nó nói để nó lớn đi ra trường nó học. Số 2 vậy sao? Rồi bây giờ qua số 3. Qua đây, qua số 3, vẽ lên. Rồi, số bây giờ số này số mấy? Số mấy? Say 2. Rồi bây giờ ê khoan, số này số mấy? Số này số mấy? One. Số này số mấy? Này nó chưa tập trung. Nó là bắt nó học là mệt lắm cô chú. Rồi bây giờ nè, this is number. Ok, count how many chicken? 1, 2, 3. Ok, how many? How many? 1, 2, 4. 1, 2, 4. Chắc có giọng cho một giọng chứ. 1, 2, 4. Đọc lại. I don't know what that number is. Đếm. 1. Nó sắp đập con này quá. Dừng nhẫn mặt nghe chơi. Đếm cho mẹ. Nhìn kỹ có bao nhiêu con gà. 1. Đếm coi. 1 giây. Chỉ từng con. 1, 2. Đúng rồi. Nói lớn lên. Chu. Đọc lại. Đếm coi. I don't know what's this number. Bây giờ nè ngang. Ngang đếm theo mẹ nghe chưa? Để coi. 1, 2, 3. There are 3 chicken. Okay. Okay. Đếm lại. Một. Đếm tiếng Anh. 1, 2, 3. How many chicken? There are 5 chickens. Con vừa đếm có 3 mà bây giờ con nói 5 là sao? Ở đâu ra 5? Con vừa đếm có 3 con mà bây giờ con nói có 5 con là ở đâu có ra 5? Mom, chicken ở đâu nữa mà ra 5 con nữa? Đếm lại. 1. I won. 1. 2, 3. Khi mà con đếm tới 3 á thì nó chỉ dừng ở lại 3 thôi. Stop. Nghe chưa? Yes, stop. Trời ơi, bây giờ nó kêu yes stop rồi. Gì số 3 này đây. Lẹ ơi, 3. Mommy got you this one. Không, phải okay. Phải bắt đầu đây nè, người ta chỉ nè, mũi tên chéo xuống đây, mũi tên này chéo xuống đây. Đúng rồi, rồi từ đây chéo xuống. Đúng rồi. Như vậy đó. Tiếp tục đi. Can I use a different marker? Không, phải vẽ bằng bút mà, phải vẽ bằng bút chì. Phải vẽ bằng bút chì. I like this. Rồi đó coi. Rồi đẹp, cái số 3 đó đẹp á, số 3 này đẹp nè. Đẹp. Làm tiếp đi. Được á. Đây vẽ đi. Tiếp đi, tiếp tục coi. Không có vẽ cái gì bất cứ cái kế bên hết. Vẽ số 3 cho mẹ. Mom, nói. Mom, I'm say it. 3. 3. Mom, I'm just trying 1. So I draw 1 letter. Rồi, nói tiếp tục. Number 3.
Nói three. Three. Nói louder, nói lớn lên. Three. Đúng rồi. Doesn't make a lick. I never touch it. Cô chú con chay nó ăn cái cheese này, mà nó ăn nguyên cây. Chẳng ngon con. Nghe không? Ngon. Mm. Thích ăn cái này lắm á cô chú ha. Sẽ đang chia xa để mày cắn mày thử miếng ngon không? Ăn miếng nha. Thôi. Cũng được. Nhưng mà nó không có ngọt. Cái này nè. Cái này chấm với tương cà ăn ngon. Tương cà với lại tương ớt ngon. Cho ba ăn cắn thử miếng đây đi quanh. Thấy cả bảy. Cho ba ăn thử miếng. Mai mốt á, trời ơi con trộn có ăn rồi. Mai mốt mà có thèm mít con trộn riêng gì đó cứ nói mẹ ăn tiếng và mẹ mua nha chưa. Hai mẹ mẹ con muốn ăn sầu riêng, mẹ mẹ con muốn mít nha. Con gái đó đi record. Không muốn đi coi, bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Ồ, xin chào cô bé. Cô bé vẽ gì cô bé? Sao mà cô bé không có vẽ 1, 2, 3, 4, 5 mà cô bé vẽ gì mà giống như là thiết kế thời trang nè. Hả? Cô bé thích thiết kế thời trang hả cô bé? Ồ, coi đang mất kiến này, quay lên ngước lên cho cô chú coi đang mất kiến ngay. Stop. Stop rồi nữa chứ. I did it. Ồ, cái hình hình gì con? That's a triangle. And I'm gonna draw something on it. À, triangle là cái hình tam giác, các cô chú nó gọi là triangle. Là hình tam giác. Rồi vẽ gì trong hình tam giác á? I choose silver. Silver là gì? Silver means silver. À, you choose silver? Like this kind. À, con chọn cái màu xám, đúng rồi. Rồi con ngước mặt lên cho mẹ coi coi. Ngước mặt lên mẹ coi coi coi. Rồi cô dung nhan ấy bây giờ ra sao rồi. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên. 1, 2, 3. Say ice cream. No picture. Trời ơi, no picture nữa con. Mà đây nè. Con đeo kiến vô con thấy rõ hơn không? Well, no, it's too itchy. Hả? Con đeo kiến mom, vô but con. But can't get through. Con đeo kiến look, vô. Mom, look, it's straight like this. À. First you strip it, then don't. My potato comes right here. Đâu có, mũi đầu bay vô trong đó. No, it không puts... phải đâu nè, cái tóc đây nè, chứ không phải là mũi. Cái tóc nó làm ngứa hằng trong mi. Nó quá, nó tóc đây nè. Nó mũi bay vô làm nó ngứa ngang mắt đó cô chú. Trời ơi, dễ gì nữa đây. Quá rồi ta. Ôi trời, đẹp chưa. Ở ngoài trời đang mưa hả chị? Uh-huh. Wait. Mom, daddy fall on me. Nè, bây giờ nè. Mẹ chỉ con muốn mẹ chỉ con vẽ bằng cây thước này không? Vẽ cho tất cả mọi thứ thẳng. Mẹ chỉ cho. Nha. No, I got it. Ủa, con biết làm rồi hả? Ai dạy con biết. Rồi no, làm sao cho I nó thẳng. Myself. Không, đây. No, I'm trying to make a line. Đây, mẹ chỉ cho. No, ủa sao kỳ vậy? Con làm cho mẹ coi, con làm mẹ coi coi. À, không phải sai như vậy là sai. Phải để mẹ biết rồi, nhưng mà để cây thước nằm xuống. Ok, để cây thước nằm xuống rồi một đầu vịn cây thước, một đầu kẻ. Thấy chưa? No, I'm gonna make. Thấy chưa? No, không. Cái gì? No, don't make them like that. Ủa, lý do sao vậy? I don't like to. Thôi, làm sao không làm nữa. Rồi, ok. Thích làm gì làm. I'm trying to make it right here. À, con không muốn vẽ cái đường bự phải không? Con mẹ muốn vẽ cái đường nhỏ nhỏ thôi phải không? Ok, so sorry thôi chứ đâu có gì đâu. Đúng không? Cuộc đời thì con người có biết bao nhiêu lầm lỗi không? No. Cái gì đâu? Rồi giờ không tha lỗi cho mẹ hả? Rồi vậy thôi, mày đi. Mày đi nha. Có tha lỗi cho mẹ không? Mommy, what you done? Thì cho mượn chứ. Con này kỳ quá. Mommy, you supposed to be like not me. Để cho mẹ mượn mẹ bóp như vậy nè, cho vui. Mom,
Swish it. Một cái này hả? Ok. Dạ, and now lick it. Cốc này lại hả? And now spread it out. Ok, let's cut it. Bây giờ con lấy cái kéo con cắt cái đó cho mẹ coi coi. Okay. Cho mẹ coi. Mom, remember so, do you want them to reinstall this or no? No. What are we going to do with it? Just put it in a storage. Okay. I'll bring it to work to see anything needed. Oh, yeah. Maybe we can cover off a section or something. Mm-hmm. Oh, con cắt ra vậy hả? Giờ bây giờ là con làm ơn. Không là bộ con cắt bánh cho mẹ ăn nha. Uh-huh. Mom, pretend to eat it though. Hả? Mẹ không, mẹ ăn thiệt luôn chứ mẹ không ăn giả nữa. Mẹ bổ miệng mẹ ăn thiệt luôn. No, it's Play-Doh. À, cái đây là đất sét hả? Cái đất sét ăn được không? No, it tastes nasty. Hả? It tastes nasty? Uh-huh. Ồ, cái vị của nó thấy ghê lắm hả? Con ăn thử chứ con biết. Con có bao giờ thử chưa mà con biết. Ghê lắm hả? Thôi mẹ ăn đi, cho mẹ ăn thiệt đi, mẹ ăn cục này bự nè. No. Cho mẹ ăn đi. No, năn nỉ cho mẹ ăn đi. No, mom, pretend to eat it though. Hả? Ăn làm bộ thôi hả? Uh-huh. Con nói đi mẹ ơi, ăn làm bộ. Ăn làm bộ. Ăn làm bộ. Ăn làm bộ. Đúng rồi. Ok, nếu mà con nói được chữ tiếng Việt vậy thì thôi mẹ ăn làm bộ. Chứ còn con nói tiếng Anh trù nó dễ bông hoa đẹp dễ sợ cô chú. Ôi ơi. No, it wasn't me. Ủa sao vậy? It was you. Ủa nó mẹ vẽ hả? Uh-huh. Ủa mẹ vẽ nào mẹ không nhớ trời. You... Thôi chay rồi, không phải mẹ vẽ đó nghe chay. Yes. Phải không? Yes. Ủa này mày coi coi, khoan nữa mày coi, cần lên coi lại coi mày không nhớ rồi ta. Ủa mày đâu vẽ qua đó đâu ta. Ok, I'm gonna read it. Read gì? Ok, I'm gonna draw. Trời ơi, đây nè. Con hả? Con chơi mommy, thì con chơi cái nào con cất đất sét vô. Mommy draw flower. Con cất đất sét vô chứ còn chơi vậy là hư đất sét hết nè. Đây nè. Cái này nè, con biết cái chưa, cô chú có thấy con chay vẽ cho ta. Này là nguyên cái tấm này là nó tự vẽ hết nè cô chú. Nó giỡn mặt không? Nó giỡn mặt không? Nó giỡn mặt không? I know baby, I see it. Nó giỡn mặt không? Ryan. Oh, hello. Rồi đi đánh chơi cho mấy chú là. It's just too old. Oh. It's very old. Toss it. She, like it could probably be if you know somebody in need that wants them, you can give it to them. Yeah. That needs a wall. Có đây dễ nè cô chú nè. But you know, because they work, nó they just need to be luôn. Cleaned out. Chay ơi, chay, đừng có giục đồ chơi xuống dưới nền nhà. Đừng giục đồ chơi xuống nền nhà. Đây nè, đúng rồi. Lấy cái bịch này nè. Đây nè, lấy cái hộp này. Bỏ đồ chơi vô. Bỏ đồ chơi hết vô cái hộp này. Đúng rồi đó. Gom vô giùm cho mẹ cái, để lên. Can you make me play? Hả? Can you play? Rồi chừng nào con cần á, con ra con mở cái hộp này ra, con bỏ vô. Đúng rồi, gom vô giùm cho mẹ cái. Cái nào cũng bỏ vô hết á. Cái nào cũng bỏ vô, để lên giúp mẹ đi. Giúp đi. Giúp. Sao? Sao? Ủa chay, con tên gì? No. Tên đầy đủ của con là gì? Chay đi. What is your full name? Tattoo. What is your full name? Tattoo. Thôi mệt quá, nghỉ chơi đi. He said tattoo. Nó không khỏi cho kẹo luôn. Mom, first you stamp a bottle. Tên đầy đủ của con là gì? You stamp a bottle and put it into my head. And don't grab others. Là sao? It means sign class make something special. Science class? No, science class. But if you go to the science class, then he won't go. Là sao không hiểu? If you do it. Là sao? If you do everything, then it won't come. Không if hiểu con đang về nói về đề tài. Mommy, no, just heal. Heal already. Heal là sao? Heal, just be like a human. Ủa chứ mẹ Lan là cái gì? Mommy, I'm not a human.
Rồi tự nhiên nó nói hả? Well, be a human, but don't be a human, then it's not gonna be a human. Hey, hey, that human would be tự nhiên cái đó be a human, then not be a human, then it's not gonna be human. Then be a human. Là Mommy, vậy? That's not being human. That's being mad. Whatever we know, right? And we know froggies. Nói tào lao đó. Vô tay tào lao mới lao đó. Trời ơi, tự nhiên nó lại tào lao. Con là con mới tào lao chứ còn ai. Mà nó tắm cái gì đó, cái công chúa đó là công chúa này là công chúa. Mommy, this is a swimming one. Không, cái công chúa đó tên là Tiara. No, it's Aria. Ariel. Yeah, Aria, công chúa Aria. Phải không, công chúa Aria phải không? Aria. Aria gì con? Aria. Aria. And it looks like Bella. Hồi chiều này bà Nhung mới nói Nga Trị tên gì quá. Angie. Bà Nhung mới kêu là gì? Angie hả? Mà còn cái chữ đó kêu đúng là sao? Chạy tên của Angie nói đúng là sao? Con nói cho bà Nhung nghe nè. Nói cho bà Nhung nghe coi tên của Angie nói đúng là sao? Whatever I know it, whatever I know fishies, then I only know fishies. You know whatever, so I know fishy. And fishies don't care. Nhưng mà mày đọc cái chữ này nè, tên của cái bạn đó tên là Angry. No, Audrey, it's tanking forever. Oh, spell her name. T-Audrey. Ờ, cái tên đấy, Audrey đánh dần vậy hả? Trời ơi, đánh dần hay. Tên con đánh dần sao? How you spell your name? Tên con đánh dần sao? Tên con đánh dần sao? Ê, con chay. No, it's Troyer. Không, no, your name, how you spell it? A, con chay. Chay. Wow. No. Wow. No, A, con chay. Con tên của Audrey là E. Audrey. Spell Jade is B-U-T-T. No. No, A con chay. Oh, A con chay. E Audrey, đúng không? Audrey. E Audrey. A con chay. Con được đời không? Con được đời không? Đập nó quá. Rồi thôi, bye bye cô chú nha. No. No gì, bye bye cô chú. No, I love you. Con lớp cô chú hả? Bây giờ mày ơi, phía sau bữa nay ha, còn tại phía sau còn nhiều việc mẹ phải làm quá nên thôi mày dừng video clip ở đây nha. Mai mà đỡ nắng rồi này kia ngoài trời á. Rồi hả, công việc sắp xếp được chút nữa rồi mẹ quay chơi nhiều hơn cho cô chú coi nha. Bye bye cô chú.